Nguyên dễ tu hơn. Xin thưa với quý vị đó, cái chuyện mà thuận duyên hay nghịch duyên á, giàu hay nghèo là do phước của mình ha. Còn cái chuyện mà mình dễ tu hơn hay khó tu hơn á, nó là do cái phiền não của mình. Giả sử như đời trước chúng ta làm phước thiện thì đời nay chúng ta được giàu, đời trước chúng ta kém tu, đời nay chúng ta chịu khốn khó. Đời trước chúng ta gây nhiều oan trái, chúng ta sẽ gặp nhiều nghịch cảnh. Đời trước chúng ta chịu giúp đỡ người khác, tạo các nhân lành, đời nay chúng ta hưởng các quả lành. Đấy. Cho nên cái chuyện mà giàu hay nghèo, thuận duyên hay nghịch duyên, nó là nhờ các cái quả của quá khứ. Còn cái chuyện mà chúng ta dễ tu hay khó tu là do chính bản thân chúng ta. Cái người á mà họ kém tu á, cái người họ kém tu thì cái chuyện giàu hay nghèo cũng đều là lý do để họ kém tu. Mà cái người mà họ chịu tu á, thì cái chuyện giàu hay nghèo thì họ vẫn chịu tu. Sư thấy rất nhiều những người cư sĩ giàu có mà họ có lòng hộ độ Phật pháp, và sư cũng thấy nhiều người cư sĩ nghèo khó mà họ có lòng hộ độ Phật pháp. Sư cũng thấy nhiều người cư sĩ họ giàu có và họ không có nhu cầu tu học, và sư cũng thấy nhiều người cư sĩ họ nghèo và họ cũng không có nhu cầu tu học. Tuy nhiên á, do cái chuyện ba la mật chúng ta sâu dày như thế nào mà chúng ta chia ra làm ba bậc: bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Như là trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái người mà thượng căn á, là ngay như trong cái cảnh giàu sang, ngay như trong cảnh giàu sang họ đang hưởng những cái chuyện mà khoái lạc, thì họ vẫn có cái lòng nhàm chán, nhàm chán trước những cái cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, thì họ đi tu. Đấy, như là trường hợp Bồ Tát của chúng ta và trường hợp của một vài vị như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, công tử giàu có đó chứ, nhưng mà các ngài vẫn xuất gia, các ngài vẫn đi tu. Đấy. Còn cái trường hợp mà trung căn đó là họ phải trải qua cái chuyện là nhìn cái người thân của họ bị già, bị bệnh, bị chết, thì họ mới rung động và họ đi tu. Đó là hạng trung căn. Và cái hạng hạ căn á, là cái hạng mà chỉ khi nào á mà bản thân họ gặp trắc trở, ví dụ như nghèo khó, ví dụ như là bị vợ bị chồng phản bội, ví dụ như là bị tù tội, ví dụ như là bị vỡ nợ, hoặc là những cái biến cố gì trong cuộc sống, như là sau một cái cơn bạo bệnh, trải qua sự đe dọa của sự già, sự bệnh, sự chết, họ mới chịu đi tu. Đấy. Tuy nhiên do cái người hạ căn thì nhiều, người trung căn thì ít, mà người thượng căn thì lại càng hiếm nữa. Cho nên chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng có vẻ như cái người nghèo họ tu nhiều hơn cái người giàu. Cái người nghịch duyên chịu những cái khó khăn trắc trở thì họ sẽ tu dễ hơn là cái người thuận duyên. Đấy, cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Vấn đề là anh là thuộc hạ căn đó, trung căn hay là thượng căn. Cho nên đối với cái người mà thượng căn, dù là nghèo hay là giàu thì nó đều là cái cơ hội để mà họ tu. Còn đối với cái người mà hạ căn
thì có đôi khi giàu họ quên tu, mà chỉ khi nào nghèo khó, đau đớn, bệnh tật, tai nạn, tai biến, các cái khó khăn thì họ mới chịu tu. Mà chính bởi vì, sẽ lặp lại, chính bởi vì cái người hạ căn nhiều hơn cái người trung căn, và cái người trung căn nhiều hơn người thượng căn, cho nên chúng ta sẽ nhìn một cái mặt bằng chung, đó là nhiều người hơn sẽ chịu, nhiều người chịu tu khi nào họ khó khăn, còn khi họ giàu có họ không chịu tu. Ha? Và sư trả lời cái câu hỏi cuối, chúng ta nghĩ.